she went in already? Mm-hmm. Xin chào lại mọi người. Bây giờ mình đang ở BigLots. Chén nè, cua bếp nút, cua luộc, chà cầu, cái lau nhà, ở đây có cái đồ gắn, gắn vô cái lau nhà, cái bàn, cái vải lau nhà. Cái dễ lau nhà gắn như cái tay nó làm mà nó làm riêng biệt nè, cái tay của nó là cái gì nè, cái tay ha, tay xong rồi có cái này gắn vô cái tay nè, mua riêng cái này nè, là mấy cái đồ, cái giỏ đựng đồ. Lạ nhỏ trong trường này là giấy, giấy lau miệng, lau miệng hay là giấy vệ sinh, giấy vệ sinh, giấy vệ
sinh, nó cũng giấy, giấy là sinh. Bên này bán bánh kẹo, bên này bán đồ hộp nè. Ủa, bên này bán gì đó. Tương ớt ra, tương ớt nữa, tương ớt, có chữ tương ớt, sriracha. Có chút chụp chặt gì đó. Đây là khu trang trí nội thất. Ok. Nhưng mà để ở ngoài vườn đẹp này. Để ngoài vườn giống như quán cà phê. Cái này dưới. Đó bạn. Đó, ở đây có đĩa. Đĩa tiếng nhạc bị phim ba đô tới 5 đô. Cái có đủ thứ nước ngọt đóng thùng với là nước ngọt bán lẻ với nước ngọt bán sỉ. Đây, nước ngọt bán lẻ là một chai, cái giá trên này 2 đô 29, hai cái 4 đô, hoặc là 2 đô 59 một cái. Đó, cái giá này nó sẽ nước mở lúc này trở một cái 99 cent. Bên này là 3 đô cà phê, 3 đô 99, 4 đô, 2 đô 99, 2 đô rưỡi, rất tăng lực 2 đô rưỡi, 1 đô 59, 1 đô 29, 1 đô 19, tùy theo. Trà là 1 đô 19, nước là 1 đô, nước lọc 1 đô 29, 1 đô 19, trà rẻ hơn nước lọc hoàn toàn. Hai cái chai nước lọc mắc gì? Nước ngọt sỉ không đông má, nước ngọt nước bên này, nước lọc với nước trà này không có đông đá. Cái này ở ngoài nó đông đá. Ok, không có đông đá. Còn cái này là bên này là bánh chip nè, cái này gọi là chip nè, cái bánh này là cái này chip nè, cái bịch với mấy cái lon này là chip, bánh, còn mấy cái này snack nè, này snack, gì đập, con thỏ, bánh này có con thỏ. Bánh cá, cá vàng, goldfish. Đó, bên này là nước tăng lực, bây giờ là nhiều bánh, cái loa lớn, bên này là đồ ăn. Ghế sofa,
đi salon đi chụp bạc đúng tôi hiểu vui đây là bánh kẹo.